Chơi. Lọc với nhìn mình. Rồi đi rồi. Cầm AK quá. Băng nó mất tổn thọ luôn á. Cảm ơn đá nha. Cái donate đi. Donate nè. Nếu mà bạn chơi kèo đấy là con boss này là con boss thứ 3 của mình rồi đấy. Nhè. Hợp nhè. Thật luôn. Đây đây. Mình thích cái khăn này cực kỳ luôn mà sao nó không thể update nhỉ? Khăn đỏ đỏ đúng không? Khăn đỏ đỏ đúng không? Ừ. Khăn này nó ngầu vãi. Nó ghi là Fly Underground Banana Bandana. Đọc thôi cũng đã lẹo vào lưỡi rồi. Ui Fly Gun kẻ chúng nó ở trong kia có luôn. Ờ nó lấy cho nó bắn rồi. Auto có mà. Cái kẻ thấy nó rồi. Thấy nó đâu bạn? Nóc được bắn luôn nha. Không nóc được, AK tầm này. Ôi trên nóc nhà quảng cáo bạn ơi. Ờ thì đứng đấy. Thấy kìa, nó leo kìa. Nó phát đẩy luôn này. Không nóc được. À. Bỏ đi. Không, nó vẫn ở trên nóc làm gì ấy. Nâng canh. Hay mình ốp bom. Ốp bom thôi. Nó một thằng. Ô nó hai lần, bạn ơi. Nó 3. Cứ như nó khác, Ô hai team à? Cơ số. Mark the location. Cứ chạm qua luôn đi. Qua bỏ thằng bên này mình canh cho. Nó bay lên đâu, nó cứ là thằng trên này. Nó nhìn được kìa. Không phải bóp bóp. Ok hay. Ê kìa. Thằng tốt bay, mình làm được. Thằng tốt bay ấy. Cái thằng ấy trên tầng 2 này. Có liên trên này rồi. Có team canh đối diện kia. Canh thằng 2 canh bên đối diện đó. Team này có liên nhá, gần trước mặt thôi. Gần trước mặt thôi. Đây, mình thích điều này. Mình thích điều này. Lưới lên lưới nào ấy. Wow, em bay đầu rồi anh ơi. Mấy anh bắn nhau, cái việc bắn nhau. Để đi, mình sẽ chơi IQ với bọn này. Thằng kia ngó đúng không? Ngó vậy. Ai à? Không chơi với mini nha. Ba hàng nhảy. Má không có máu luôn à. Bà team không có máu à? Có team chẳng có ai đâu, mình có mỗi bandit thôi. Năm ấy, ô rồi mình có 5 bandit à. Mình lát rồi, mình nghi ngờ không được. Ơ đứng rồi. Bọn này thủ chắc lắm đấy. Bọn này chắc cày xanh rồi. Nhà đỏ bạn ơi, nhà đỏ, bạn đếm nhầm rồi. Ờ nhà đỏ này tầng 2. Enemies ahead. Má không có máu luôn anh em ơi. Bandit được không bạn? Được. Chết nhầm. Này nắp đầy máu này. Đây này. Cự ly này hơi xa nhờ. Làm edit một nước này mình còn không bơm nước cho bạn nước luôn đấy. Cái bảy máu nước có cái gì? Có. Mày. Ui, là team khác. Team khác trên đồi hướng 145. Ở đây coi. Trên đồi, đây được. Được, ok. Vẫn bắn được, ôi định mạnh bên phải. Quên mất bên phải, đậu xanh. Thầy thế nha. Sẽ có đồ gì. Nghèo quá. Đây, nằm thấy cái chân nó rồi. Mình bắn cục mấy khúc này, mình không nghiêng người được. Xanh nghiêng người lát lắm. Wow, tệ. Cao lại vừa mới bơm hết máu nước cái đầu. Ê, lọc bên dưới à? Ờ. Mình lên đây, mình lấy góc mình bắn mấy thằng 74. Nhà đỏ có luôn này. Ồ. Mình không có cốp cơ. M4 này.
Ờ sao ta? Máu nước này lấy không? Thằng này nằm im ở đây có lết thì thôi rồi. Nó có lết không? Có bạn đây. Bạn xuống. Bạn xuống cho mình hành trình thằng này, lốc anh em đẩy luôn này. Thì mà có 3 hàng thôi, một thằng gần đấy, vẽ hàng xa. Nghe 2 thằng trên đồi nữa. Anh em sửa đồng mini đây. Rồi, lốc một thằng. Sao nó không bắn, nó đừng bắn anh em đi. Nó gì rồi, nó bắn về hết nhà cao ra ngọn, ở đâu vẫn còn. Nghe mày khó chịu thế nhỉ, bắn nãy giờ không trúng biết nào kìa. Tao cứ chạy vòng vòng rồi, chả biết bắn gì. Rồi sao ta, làm gì ta, phải gọi đầu đồ ta. Anh em công xong kia, anh em lại bị thiếu máu. Ba anh em mình công thẳng nhà đỏ, nhà đỏ có một thằng thôi. Anh em đi xuống tầng 1, anh em công một thằng nhà đỏ này. Alo. Ơi, từ từ. Để mình nốc cái thằng nhà trước mặt này đã. Nốc thằng này thì mới đẩy được. Mark the location. Nhà này này, có một thằng thôi, ba anh em đẩy lên là nó chui gió luôn. Khó chịu nhờ, cái này mà có sniper 8x nhỉ. Khó lắm bạn. Ăn đẩy được. À, mày ngó cái đầu là bố mày cái coi. Nó chạy đang sống. Khó. Khó chịu thế nhờ. Đạn lên luôn không? Tầm này đạn này M24 bị rớt rồi ta. Bây giờ lên một phát nhà đỏ này, quán chơi Milan không? Đi. Ôi rồi sao? Thôi quái bắn nó phụt máu trước đấy. Ngon, công sang đây. Chắc mình cứu bạn lại cứu mình thêm lần nữa nha. Nó bắn mình rồi. Thề. Lâu ơi. Bạn chưa tới bây giờ? Mình bây giờ 10:30. Bây giờ 10:30 à? Thôi bạn cứ chiến một trận đạn này đợi lâu lắm, trận này đợi lâu không, lắm không chơi đi cứ chơi tại vãi ca chuẩn thế. Xuống đẩy đi không, các bạn có thể cứu được mình mà, nhưng mà đấy có máu thì mày cay thế nha. Mình cay lắm, lại thấy anh em bay phun máu em đẩy qua luôn đi, đẩy qua thằng nhà đỏ này có máu cho xin với hết sạch à, có mỗi bình ven. Ôi dồi ôi, ông Nam đúng là đại gia, có khác cho đồ nó khác người thường này. Win quần que thì tầm này nữa. Chơi luôn. Đẩy nhanh nhà đỏ nhá. Từ bơm máu đã. Đợi báo mình phun được không? Có bên đít không? Đây này, ôi máu đây, trời ơi đây. Nhà gần mình có này. Enemies ahead. Này. Ôi. Ơ. Nổ bom. Ui hay quá luôn thôi. Ui giời. Cứ chạy cho mình được, chạy mình được luôn, cam. Nó đẩy qua rồi. Cam đi, để làm kia cầu thang. Vứt phớt khỏi rồi. Vứt phớt xong rồi qua, qua bờ cho Nam luôn. Biết. Còn chậm. Đâu ai này? Còn thằng nữa. Anh còn chấm máu này. Bạn canh đi, mình chạy, mình cứu. Bạn cứu đi mình mà ca. Cái cửa sổ bắn được đấy nha. Cái cửa sổ bên kia bắn qua được đấy. Không sao, không sao. Xong chưa? Rồi xong rồi. Tiếp khác không cả. Đâu, bạn nói đấy, tiếp hiệp đủ 4. Rồi, bọn em phải lấy đồ rồi. Lốc một nữa này. Thằng cuối rồi. Rồi. Có tí khác. Bơ cái đẩy qua. Lốc một này. Bó mấy, cẩn thận. Bóng tiếp này. Bom.
bỏ xuống dưới rồi. Hello Nguyễn Quốc nha, đâu đến thằng Trung. Hồi máu, từ từ, đang phải hồi máu. Mà ca mà, chơi luôn. Nhà nó không khó, nhà nó không khó ha. Cũng không được kê luôn. Cầu thang thì mới ok cả. Mày qua bắn ăn được 2 mạng mọi người. Dạ thật, bắt đầu bắn nhau các bố mới vào chiến tranh. Đúng rồi vậy. Đúng rồi, 500 súng đó là 500 thôi. Cái team Trung Quốc là team mở đầu đấy. Combat mở combat đã chạy từ dưới chạy lên. Chịu khó thật sự. Không hề ngó nó luôn ấy. Nó cứ ở đâu đâu nó bắn ấy. Chỗ đó nhìn dễ. Đọc mà, cũng... đứng ở trên cao đó nhìn xuống nó nhìn dễ lắm. Mình đứng trên đấy mới nhìn rồi, nhìn dễ lắm. Thấy nó này. Nó còn bị lắc nhà, nó thấy mình nữa. Khó chịu quá. Anh ơi, anh đang nhìn. Ui. Anh... chạm lồng ấy. Đây. Bắn nó chạm luôn đi. Bác sĩ đây. Xa thế. Ngồi nhìn nhá, ừ. Qua nhà này nhìn nó dễ hơn. Cứ qua nhà này là cứ nhìn thấy rõ từng thằng luôn này. Để coi mình có qua được không đã bạn. Sẽ thằng đấy mình đốc 3 lần rồi. Một đầu nữa này. Cứ coi mình đốc 3 lần rồi. Được không? Chèo vào cửa luôn. Trên kia combat rồi nha. Mày nha. Bị lỗi vừa quả vào lỗi không thấy. Trên kia combat. Combat kích gì nó bắn mình gần chết đây này. Nó đang combat. Có dư bandit không của. Ui tìm một thằng kia liều mạng thế nhở. Nó nhảy phát từ trên đỉnh xuống không lóc kìa. Chịu rồi, mặt mũ mặt non rồi. Sao nó xoay chuẩn thế nhở. Ờ. Để thấy tốt rồi. Cái kêu kìa nghe mày. Cứ nghe nó xoay mà chả thấy cái mèo gì. Chạy theo dưới sở nó cứu kìa. Khều mãi, bị team Việt Nam móc cho mỗi người. Kia đang định lên combat nhưng mà gặp bạn ngáng đường, nếu làm gì được. Trên cái bảng vẫn còn này. Một thằng vừa một viên M24 đấy. Đang kiếm được súng bo đấy. Ok, ấn nút thấy đạn. Cái sườn có 2 thằng. Cái sườn trước mặt có người không? Có 2 thằng đấy. Sườn xanh có 2 thằng. Nó đang cứu cái sau sườn, nó cứu được rồi đấy. Cái đầu nó kìa. Nó sắm móc kìa. Khó chịu thế nhờ mình. Có thằng định vào đây. Bên trái, nó vào con. Enemies ahead. Áo hồng nhá. Ơ nhà này có lốt cờ ấy. Enemies ahead. Còn một thằng nữa, đang chạy vào. Enemies ahead. Ui. Trời thôi. Mình sấy phụ nam đấy. Úi giời mình mở ca bạn ơi, mình cam trên này thì sao nó vào đừng chết. Thế bạn lại không công nhận cái công mình sấy rồi. Thề. Mình vào mình sấy vẫn 4 5 viên mở ca là mấy lốc à? Thì mình sấy trúng có 2 viên M249. sấy phụ nhau là hay rồi. Mình nãy định phụ viên M24 mà không được. Team này cái thằng này khó chịu này, cái thằng này mới khó chịu này. Không team khác chả có thằng nào khó chịu đó đâu. Trên đồi có 2 thằng. Trên đồi này vẫn còn thằng này. Tìm mấy team khác, combat Trung Quốc ahead. Trên Trung Quốc gãy hết rồi. Hai thằng. Mới thấy có 2 thằng. Việt Nam đang chiếm đồi. Việt Nam đang chiếm đồi. Ui, thế mà không có đầu kìa. Đỉnh mày. Thế néo nào. Lộc bắn nó yếu rồi đúng không? Bắn nó một người. Cái mũi đó chúng nó chạy xuống đây. Tầm 4 này có kê đầu mà sao toàn bạch người rồi sao nhỉ? Tầm 4 là kê đầu không? Đúng rồi. Anh em cứ cam bên đấy đi. Tầm 4 là mình cứ phải kê cái tầm nó cao hơn một chút nó mới hết shot hay sao ấy. Tầm giữa đầu nó cứ vậy hiện 5 người. Nam ngồi đây, nó mà chạy ra làm sự đẹp luôn. Căng thẳng quá mọi người. Hụt, vãi nồi hụt. Tập trung lại các bạn. Nó chưa chịu xuống cơ. Chỗ nó vẫn đang trong bo mà. Ui, anh em phải sẽ qua bên này rồi. Ê, bò kìa. Đằng sau mình có kìa. Sát hai thằng kia có dư máu nước ông nào vậy? Hết sạch máu nước rồi. Sang bên này đầy.
sang đi. Có Bucky này, lâu chạy cho Bucky hay là bạn chạy bộ đây? Bucky đi. Đi đi, lại đây. Đằng sau mình có một team kìa. Ờ, chỗ nha. Từ từ để mình giải smoke đã chắc ăn. Nó có ốp. Từ chúng nó sẽ chạy, phải chạy vào xưởng này. Chiếm xưởng này luôn. Từ lái nhắc rồi. Còn lái chứ, thì lái chết đấy. Có một thằng bên trái nam kìa, chỗ đồi, chỗ biệt thự. Nó không nè, nó không nè. Nó đang canh tôi với lồng này. Một thằng trên đồi nữa. Nó bị team khác bắt. Lâu rồi này. Lóc chặn mình ấy, lóc nhiều quá. Okay, chặn được quán đấy. Ờ, chặn được rồi, ok. May quá. May mà mình lóc còn lóc được một thằng. Tao mất mũ nãy giờ, sợ ấy nổi. Qua đây mà đấy. Ôi. Mẹ bọn này giàu thế. Trên đồi đúng không? Không, ừ trên đồi biết đằng trên sau đồi bắn đang còn đấy. Thế đéo nào mình, nó cứ điểm mình nó bắn là thấy quái nhỉ. Trên đồi đúng không? Không. Trên đồi xuống này. Nó đang xài cái team này đấy. Trên đồi, ờ. Đi vào đây. Rồi. Ôi, team kia chết, team kia chết nguyên bộ luôn à? Mẹ, bò chỗ nó thì thôi toang rồi. Vãi nồi bo kìa. Thua. Không. Đến sớm mới lồng đây. Bọn này nguyên 4 rồi đấy, sờ mốc đi anh em ơi, nhặt nhiều sờ mốc vào. Mẹ cái chỗ này sao lên ta. Chỗ quán lên được này, ui 3 thằng, mình thấy 3 thằng. Bọn nó vẫn ở trên cao. Ui trên đầu mình. Rồi. Cái chỗ quán. Chỗ ở cái chỗ quán ấy có quán lên được không? Có vòng lên trái lên đâu lên được bom. Không lên được. Bị kẹt à? Nào còn nhiều sở bóng không nào? Không, mỗi quán. Không công. Chịu rồi. Bỏ đi. Ngồi đó thì chịu rồi, không lên được đâu. Tiếp này nguyên 4 rồi. Ngồi ngay. Máu liều nhiều máu lão đi. Đi sát bên phải được không nhỉ? Ơ không đầu kìa. Nó ngồi trên cao. À này làm thấy không? Bên trái kìa, bên trái. Nóc hai bạn đây, nóc hai rồi. Ok đại tính. Nó phải cứu bạn đây. Thế từ, chiếm được bao là ok rồi bạn. Ok, qua mấy thôi nhỉ. Ừ, gần, cứ gần đây. Gần chỗ nam, sau nam này. Knock. Đây, đằng sau nam nó đang cứu một thằng. Chưa. Ôi, mình knock rồi. Ôi. Lọc một mẹ nó tụt kìa. Ừ, 1v2. Ô, nam cứ tưởng đằng sau kia, nam nghe tiếng nhảy thế lọc lốc đằng sau đấy đúng không? Ừ, mình knock rồi mà. Ồ, thế, ôi. Trời ơi. Chắn hết rồi. Mẹ bỏ khốn nạn thế nhỉ. Đấy bạn đứng đây này. Mình giữ bo rồi mà. Mẹ. Mình cứ tưởng là bạn lốc trên kia là mình tranh thủ đẩy qua đằng sau. Tiếc thế. Đâu mình bảo mình nốc luôn cái thằng cứu rồi. Mình bảo mình nốc thằng cứu rồi. Xuống rồi. Nó được hai trên cao thì ngon nhỉ. Hai. Còn một thằng trước mặt bạn. Mẹ. Ơ kìa. Ôi dồi. Đừng tụt nó chết. Đấy, trước mặt đấy. Trên cao đúng không? Ôi trời luôn.
đang cứu này. Đây. Bạn chiếm được góc đẹp rồi đấy. Không lên được. Đấy, trước mặt này. Ôi. Chơi với chúng tôi à? Đùa với chúng tôi. Mẹ quay về 360 độ rồi, mẹ nổi thật. Mẹ trận cay. Mình tưởng phải là phải chết. Bắn nó toàn đầu, bạn 3 đầu M4 đấy.